Sáng ngày 30 tháng 12, Tetone đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau 1 năm 9 tháng và chính thức xuất ngũ tại Yongin trong sự chào đón của hơn 500 fan cùng đông đảo báo chí. Trước đó một tuần, người hâm mộ đã đứng ngồi không yên trước thông tin trở lại của thành viên JYJ. Có thể thấy thời gian rèn luyện trong quân ngũ không hề ảnh hưởng đến nhan sắc đỉnh cao của Tetone. Ngược lại, còn giúp anh trông điển trai rắn chắc và nam tính hơn. Ngày mai 31 tháng 12, Tetone sẽ ngay lập tức tổ chức buổi họp fan với số lượng giới hạn 200 người để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người luôn sát cánh bên cạnh anh. Ngoài ra, nam thần tượng còn hứa hẹn về một concert và tour trình diễn khắp châu Á trong thời gian tới. Hiện tại, hashtag Welcome Back Tetone đang được các fan trên thế giới truyền bá rộng rãi. Nam thần tượng còn tiết lộ về cuộc sống quân ngũ của mình và cho biết Twice và Blackpink hiện đang là hai cái tên được quân nhân yêu thích nhất. Cùng ngày, Soomin của Super Junior cũng xuất ngũ tại doanh trại khu Incheon. Được biết, rất đông các fan đã có mặt từ rất sớm, chuẩn bị băng rôn, vòng hoa và quà tặng để chào đón nam thần tượng. Một trong những lý do khiến nam thần tượng vui mừng khi được xuất ngũ chính là về với gia đình nhỏ thân yêu của mình. Trước khi nhập ngũ, anh đã nhận về không ít chỉ trích khi vội vàng cưới vợ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.